Thiên Toại, anh Thơ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời Sống Hàng Ngày của một phụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng mỗi chúng ta. Bài suy gẫm hôm nay có tựa đề Món ăn bày tỏ yêu thương, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Luca đoạn 22 từ câu 14 đến câu 20, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ, ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán, hãy lấy và phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán, này là thân thể ta, vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán, chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các con mà đổ ra. Cầu gốc hôm nay được chép ở Luca đoạn 22 câu 19. Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra phân phát cho các môn đồ. Tôi từng tham dự một buổi sinh nhật họp mặt gia đình mà chủ nhà chọn chủ đề những điều yêu thích cho phần trang trí, những món quà và tuyệt nhất là các món ăn. Vì cô gái có sinh nhật thích bít tết, salad và bánh sô-cô-la trắng mâm xôi, nên chủ nhà đã nướng bít tết, cuộn cải bó xôi và đặt món bánh yêu thích đó. Các món ăn yêu thích đó nói lên rằng mẹ yêu con. Kinh Thánh đề cập nhiều đến tiệc, yến tiệc và kỳ lễ, gắn kết hành động ăn uống với các sự kiện kỷ niệm lòng thành tín của Chúa. Ăn uống thường là một phần trong hệ thống thờ phượng dân tế lễ của dân Israel, với lễ vượt qua, lễ các tuần và lễ hội trăng mới được tổ chức hàng tháng. Thi Thiên 23 câu 5 nói rằng, Chúa dọn bàn tiệc với bữa ăn thịnh soạn và những chiếc chén, tràn đầy lòng thương xót và tình yêu thương. Có lẽ, sự kết hợp giàu ý nghĩa nhất giữa thức ăn và nước nho từng được thể hiện là khi Chúa Giê-xu bẻ bánh và cầm lấy chén, minh họa cho sự chết của Ngài trên thập tự giá để cứu rỗi chúng ta. Rồi Ngài phán, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Hôm nay, khi bạn dùng thức ăn, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra cả miệng và dạ dày và cung cấp thức ăn cho bạn như một biểu hiện của tình yêu, và hãy ca ngợi sự thành tín của Ngài. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời, Đấng dự tiệc cùng với những người giữ lòng trung tín. Ngài đáp ứng nhu cầu to lớn của chúng ta bằng sự chu cấp hoàn hảo của Ngài để nói lên rằng, ta yêu con. Món ăn yêu thích mà bạn thường có trong các dịp lễ đặc biệt là gì? Hôm nay, bạn sẽ cảm ơn Chúa như thế nào khi thưởng thức món ăn? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã thành tín chu cấp cho con, bao gồm đồ ăn hàng ngày và cả đến sự cứu rỗi cho con. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho mỗi chúng ta sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai!